Quý vị và các bạn thân mến, giá vàng trong nước bất ngờ giảm mạnh trong ngày giao dịch 19 tháng 8 với mức giảm tới 1,2 triệu đồng trên mỗi lượng. Vàng SJC đã trượt khỏi mốc 57 triệu đồng trên lượng tại chiều bán ra. Trong khi đó, tại thị trường châu Á cũng không mấy lạc quan khi kim loại quý này chính thức rời khỏi ngưỡng 2.000 USD trên ounce vừa tái lập trước đó. Xin được mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng sáng ngày 20 tháng 8 năm 2020. Mở đầu bản tin ngày hôm nay là một số thông tin về thị trường giá vàng. Phần tiếp theo là bảng giá vàng được cập nhật mới nhất vào đầu giờ sáng ngày hôm nay, sáng ngày 20 tháng 8 năm 2020. Và sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, tính đến cuối phiên giao dịch ngày 19 tháng 8, giá vàng trong nước được SJC Hà Nội niêm yết ở mức 55,55 đến 56,97 triệu đồng trên lượng theo hai chiều mua vào và chiều bán ra, giảm 950.000 ở chiều mua và giảm tới 1,2 triệu đồng trên lượng tại chiều bán. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua chỉ còn là 5.555.000, ở chiều bán là 5.697.000. Tại Phú Quý SJC, niêm yết giá vàng ở mức 56 triệu đồng đến 57,10 triệu đồng trên lượng theo chiều mua vào và chiều bán ra, giảm 900.000 đồng trên lượng ở chiều mua và giảm 1,1 triệu đồng trên lượng tại chiều bán. Tại hai hệ thống VNG Hà Nội và VNG Thành phố Hồ Chí Minh, niêm yết giá vàng ở mức 55,80 đến 57 triệu đồng trên lượng theo chiều mua vào và chiều bán ra, giảm 700.000 đồng trên lượng ở chiều mua và giảm 1 triệu đồng trên lượng tại chiều bán. Tại Bảo Tín Minh Châu, niêm yết giá vàng ở mức 56,02 đến 57,10 triệu đồng trên lượng theo chiều mua vào và chiều bán ra, giảm 900.000 đồng trên lượng ở chiều mua và giảm 1,08 triệu đồng trên lượng tại chiều bán. Còn đối thị trường vàng thế giới, trong phiên giao dịch chiều ngày 19 tháng 8, giá vàng tại thị trường châu Á giảm xuống dưới 2.000 USD trên ounce trong bối cảnh đồng USD vẫn vững và các nhà đầu tư chờ đợi Mỹ công bố biên bản cuộc họp chính sách gần đây của Cục Dự trữ Liên bang Fed. Cụ thể là vào lúc 14 giờ ngày 19 tháng 8, theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,7% xuống 1.987,36 USD trên ounce sau khi vọt lên 2.014,97 USD trên ounce, mức cao nhất trong một tuần trong phiên ngày 18 tháng 8. Tính đến thời điểm 22 giờ ngày 19 tháng 8, giá vàng tại thị trường thế giới giao dịch quanh mốc 1.969,4 USD, giảm 38,1 USD. Như vậy, giá vàng trên thị trường thế giới liên tục giảm mạnh và vẫn có xu hướng tiếp tục đi xuống. Và giá vàng trong nước thì thường biến động theo xu hướng của thị trường thế giới. Vì vậy mà vàng SJC sẽ tiếp tục giảm giá trong ngày giao dịch 20 tháng 8 năm 2020. Và cũng không để quý vị và các bạn chờ lâu, ngay sau đây, chúng tôi xin được cung cấp tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được cập nhật mới nhất vào đầu giờ sáng ngày hôm nay, sáng ngày 20 tháng 8 năm 2020. Đầu tiên là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, chiều mua vào 55.550.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.950.000 đồng trên một lượng, giảm 950.000 ở chiều mua và giảm 1.200.000 ở chiều bán. SJC Hà Nội mua vào 55.550.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.970.000 đồng trên một lượng, giảm 950.000 ở chiều mua và giảm 1.200.000 ở chiều bán. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.555.000, bán ra 5.697.000. Tại Doji Hồ Chí Minh, mua vào 55.800.000 đồng trên một lượng, bán ra 57 triệu đồng trên một lượng, giảm 600.000 đồng trên lượng ở chiều mua và giảm 1.100.000 ở chiều bán. Tại Doji Hà Nội, mua vào là 55.960.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.970.000 đồng trên một lượng, giảm 490.000 đồng trên lượng ở chiều mua và giảm 1.080.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Tại PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội, chiều mua vào 55.800.000 đồng trên một lượng, bán ra 57 triệu đồng trên một lượng, giảm 700.000 đồng trên lượng ở chiều mua và giảm 1 triệu đồng trên lượng tại chiều bán. Tại Phú Quý SJC, mua vào 56 triệu đồng trên một lượng, bán ra 57.100.000 đồng trên một lượng, giảm 900.000 đồng trên lượng ở chiều mua và giảm 1.100.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Tại vàng Mê Hồng, mua vào là 55.850.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.600.000 đồng trên một lượng, giảm 750.000 ở chiều mua và giảm 1.600.000 ở chiều bán. Tại Bảo Tín Minh Châu, mua vào 56.020.000 đồng trên một lượng, bán ra 57.100.000 đồng trên một lượng, giảm 900.000 đồng trên lượng ở chiều mua và giảm 1.080.000 ở chiều bán. Tiếp theo giá vàng SJC tại các ngân hàng. Đầu tiên là ngân hàng Exim Bank, mua vào là 55.800.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.800.000 đồng trên một lượng, giảm 700.000 đồng trên lượng ở chiều mua và giảm 900.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Ngân hàng ACB, mua vào 55.800.000 đồng trên một lượng, bán ra 57 triệu đồng trên một lượng, giảm 1.200.000 ở cả chiều mua và chiều bán. Ngân hàng Sacombank, mua vào 55.500.000 đồng trên một lượng, bán ra 57.400.000 đồng trên một lượng,
giảm 750.000 ở chiều mua và giảm 1.150.000 ở chiều bán. Một số giá vàng tại các ngân hàng còn lại quý vị và các bạn vui lòng xem thêm vào bảng giá. Tiếp theo giá vàng ở một số các thương hiệu vàng khác, tại PNG nhận 24K, mua vào 54.500.000 đồng trên một lượng, bán ra 55.000.000 đồng trên một lượng, giảm 500.000 đồng trên lượng ở chiều mua và giảm 1.000.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.450.000, bán ra là 5.500.000. Nhẫn tròn trơn bảo tín Minh Châu mua vào 53.930.000 đồng trên một lượng, bán ra 55.380.000 đồng trên một lượng, giảm 250.000 ở chiều mua và chiều bán. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.393.000, bán ra là 5.538.000. PNG nữ trang 24K mua vào là 53.900.000 đồng trên một lượng, bán ra 54.700.000 đồng trên một lượng, giảm 500.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.390.000, bán ra 5.470.000. Nhẫn STC 24K mua vào 53.850.000 đồng trên một lượng, bán ra 55.100.000 đồng trên một lượng. Chiều mua vào thì không thay đổi, chiều bán ra giảm 250.000 đồng trên một lượng. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.385.000, bán ra 5.510.000. Nhẫn phú quý 24K mua vào 53.800.000 đồng trên một lượng, bán ra 55.500.000 đồng trên một lượng. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.380.000, bán ra 5.550.000. Ngọc Hải 24K Hồ Chí Minh mua vào 53.000.000 đồng trên một lượng, bán ra 54.300.000 đồng trên một lượng, giảm 300.000 đồng trên lượng ở chiều mua và giảm 200.000 đồng trên lượng tại chiều bán. PNG nữ trang 18K mua vào 39.780.000 đồng trên một lượng, bán ra 41.180.000 đồng trên một lượng, giảm 370.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 3.978.000, bán ra là 4.118.000. Tiếp theo giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố. Vào đầu giờ sáng ngày hôm nay, giá vàng tại một số tỉnh thành phố giảm 950.000 ở chiều mua và giảm 1.200.000 ở chiều bán. Đầu tiên là SJC Đà Nẵng mua vào 55.550.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.970.000 đồng trên một lượng. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.555.000, bán ra 5.697.000. SJC Nha Trang mua vào 55.540.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.970.000 đồng trên một lượng. SJC Cà Mau mua vào là 55.550.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.970.000 đồng trên một lượng. SJC Bình Phước mua vào 55.530.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.970.000 đồng trên một lượng. SJC Huế mua vào 55.520.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.980.000 đồng trên một lượng. SJC Biên Hòa mua vào 55.550.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.950.000 đồng trên một lượng. SJC tại khu vực miền Tây mua vào 55.550.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.950.000 đồng trên một lượng. SJC Quảng Ngãi mua vào 55.550.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.950.000 đồng trên một lượng. SJC Quy Nhơn mua vào 55.530.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.970.000 đồng trên một lượng. SJC Long Xuyên mua vào 55.570.000 đồng trên một lượng, bán ra 57.000.000 đồng trên một lượng. Tiếp theo là giá vàng bộ số 9 và vàng nữ trang SJC. Vào đầu giờ sáng ngày hôm nay, giá vàng bộ số 9 và vàng nữ trang SJC vẫn duy trì đà giảm, dao động trong khoảng từ 50 đến 250.000 đồng trên một lượng. Cụ thể như sau, đối với vàng nhẫn bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ, chiều mua vào 53.850.000 đồng trên một lượng, bán ra 55.100.000 đồng trên một lượng. Ở chiều mua vào không có sự thay đổi, chiều bán ra giảm 250.000 đồng trên một lượng. Như vậy mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.385.000, bán ra là 5.510.000. Vàng nữ trang bộ số 9 mua vào 53.400.000 đồng trên một lượng, bán ra 54.700.000 đồng trên một lượng, giảm 50.000 ở chiều mua và giảm 250.000 ở chiều bán. Mỗi chỉ vàng bộ số 9 ở chiều mua vào là 5.340.000, bán ra 5.470.000. Vàng nữ trang 24K mua vào 52.058.000 đồng trên một lượng, bán ra 54.158.000 đồng trên một lượng, giảm 248.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.205.8.000 đồng, bán ra là 5.415.8.000 đồng. Vàng nữ trang 18K mua vào 38.479.000 đồng trên một lượng, bán ra 41.179.000 đồng trên một lượng, giảm 188.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 3.847.9.000 đồng, bán ra là 4.117.9.000 đồng. Vàng nữ trang 14K mua vào 29.343.000 đồng trên một lượng, bán ra 32.043.000 đồng trên một lượng, cùng giảm 146.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 2.934.3.000 đồng, bán ra 3.204.3.000 đồng. Vàng nữ trang 10K mua vào 20.262.000 đồng trên một lượng,
bán ra 22.962.000 đồng trên một lượng, giảm 104.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 2.026.200 đồng, ở chiều bán là 2.296.200 đồng. Quý vị và các bạn thân mến, giá vàng tại thị trường thế giới vẫn tiếp tục đi xuống rất mạnh và rất có thể sẽ về mốc 1.900 USD trên ao. Thị trường vàng trong nước cũng như trên thế giới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tiếp theo. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh và bấm vào tiểu tượng chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Và cũng như để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn hãy like và chia sẻ video này tới mọi người cùng biết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.